Để em ngủ vậy luôn hả? Không sửa lại hả? Không, để gì nó thoải mái lắm ha, nó nằm bộ nó sung sướng lắm ha. Ai bế nó nằm, bế rồi bế. Bế rồi bế. Bỏ xuống hả? Hả? Bà này mồng 1 Tết nè, bà nội nè. Đẹp gái lắm, tại do non tháng trắng nè, miệng là duyên quá trời. Cãi nó cứ bình thường thôi, cãi nó cứ... cho cô chụp ảnh, không sao, tí đây. Hãy
Thằng này buồn cười. Không, nó bị dị ứng. Chỉ con nó dễ đó. Rồi lên. Học thằng này nó cứng á. Cô duyên đấy, bịt miệng lại, ai làm ăn thế, bắn con tôm.